thiệu với các bác này, mình có mua được của thợ bẫy một con chim chòe than, nhưng mình nghĩ chắc là con này là con nó bị sọc, rất là lành. Mình cứ nghĩ là bổi nhưng mà về thả ra không phải áo lồng, không phải cái gì cả, đứng nhảy rất là hồn nhiên đấy, chóe rít luôn đấy. Clip này mình đặt tên là clip số 85, dành cho các bạn nào muốn tìm một chú chòe để nuôi đấy. Và đăng luôn giá cho các bạn là 400.000 con chim này nhá, 400.000 cho con chim này, đứng lồng rất là thuần đấy, ăn uống rất là ok luôn. Các bạn mà mua những chú chòe bên này thì thường nó cũng chỉ tầm như thế thôi. Ăn uống rất là thuần, rất là gọn, đứng khua múa rất là tự nhiên. Các bạn nhìn này, ăn cám rất tốt, ăn cám đấy, phân này, phân đóng khuân này đấy, phân rất là có khuân này. Chính tỏ là chi con này là con nó ăn cám rất là thuần thục rồi đó. Clip số 85, giá 400.000 cho con chòe này. Đấy, anh em nào có tham gia kênh Chim Cu Gáy Hay thì đăng ký ngay, mình sẽ gửi cho anh em để anh em chơi. Chưa có vận chuyển nhá. Clip số 85, một chí chú chòe rất là đáng yêu, rất là ngộ nghĩnh, trị giá là 400.000.